Đầu tháng 4 năm 1975, tiểu khu Bình Tuy được tiểu khu Bình Thuận thông báo đoàn người chi tản từ các tỉnh miền Trung sau cuộc lui binh của vùng 2 chiến thuật đang hỗn loạn tràn vào thị xã Phan Thiết. Lẫn lộn trong đó có một số tù nhân trốn thoát, thành phần bất hảo và cũng có thể cộng sản giả dạng lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắn cướp phá, gây sợ hãi cho đồng bào tị nạn cũng như dân chúng tại địa phương và tiếp tục đi về hướng Bình Tuy. Tiểu khu Bình Tuy tức khắc xin quân đoàn 3 tăng phái một đại đội quân cảnh. Đơn vị quân cảnh này làm nút chặn tại ngã ba 46, ngã ba vào Bình Tuy từ quốc lộ 1. Tiểu đoàn 344 địa phương của Lê Phi Ô chiếm giữ các cao điểm xung quanh để bảo vệ quân cảnh làm nhiệm vụ tước khí giới của những quân nhân thất lạc đơn vị và bất cứ ai có vũ khí trong đoàn người chi tản. Những đơn vị còn sĩ quan chỉ huy thì được giữ lại vũ khí và chờ lệnh quân đoàn 3. Tiểu đoàn 341 địa phương của Đại úy Lê Hùng phối hợp với quân cảnh để ngăn ngừa cướp phá và được lệnh bắn hạ bất cứ ai có vũ khí mà không tuân theo lệnh quân cảnh. Vì thế, chỉ trong 3 ngày, với nhiều đoàn chi tản và Bình Tuy, ước độ gần 300.000 người, nhưng rất trật tự tiến vào thị xã La Kỳ. Tiểu khu Bình Tuy lúc đó còn 4 tiểu đoàn địa phương quân. Tiểu đoàn 344 địa phương, Lê Phi Ô tiểu đoàn trưởng, giữ phi trường và đòi Hoa Sim, nơi đặt hai khẩu đại bác 105 ly, hướng tây của bộ chỉ huy tiểu khu và cách 500m. Tiểu đoàn 341 địa phương, Đại úy Lê Hùng, tiểu đoàn trưởng, phối trí song song với tiểu đoàn của Lê Phi Ô bên phía phải của phi trường. Cả hai tiểu đoàn có nhiệm vụ ngăn chặn địch từ hướng quốc lộ 1 tràn vào Bình Tuy. Tiểu đoàn 369 địa phương, Đại úy Hoàng Quyền, tiểu đoàn trưởng, tứ trận khi rút lui, ngăn chặn địch từ hướng núi Tà Cú, hướng Phan Thiết. Tiểu đoàn 370 địa phương, thiếu tá Lê Kim Lai, tiểu đoàn trưởng, ngăn chặn địch từ hướng tỉnh Phước Tuy và bảo vệ hướng lui binh của toàn tiểu khu. Các đơn vị này hoạt động ngày đêm để phát hiện địch từ xa và bảo vệ sinh mạng tài sản của đồng bào chưa kịp di tản. Một trung đoàn của sư đoàn 22 bộ binh còn sót lại được tăng phái cho tiểu khu Bình Tuy, trung tá danh trung đoàn trưởng với quân số không đầy đủ. Theo kế hoạch A, khi di tản chiến thuật thì trung đoàn và trung tá danh và tiểu đoàn 344 địa phương của Lê Phi Ô sẽ là mũi xung kích mở đường máu về hướng Vũng Tàu, cấp bờ biển hoặc đường rừng đi xuyên mộc tùy trường hợp. Tiểu đoàn 341 địa phương của Lê Hùng sẽ bảo vệ bộ chỉ huy tiểu khu và các tiểu đoàn 369, tiểu đoàn 370 địa phương giữ nhiệm vụ chặn hậu. Riêng đại đội 512 và 513 trinh sát thì tìm địch từ xa hướng quốc lộ 1. Đồng thời trong ngày 21 tháng 4 năm 1975, bộ chỉ huy tiểu khu được thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh cho biết ông đã rút quân rời Xuân Lộc về phòng thủ vành đai Sài Gòn. Tiểu khu Bình Tuy coi như hoàn toàn đơn độc. Tuy thế, chúng tôi vẫn sửa soạn cho một cuộc tử thủ vì chưa nhận được lệnh lui binh. Ngày 22 tháng 4 năm 1975, trinh sát trạm địch ở ấp Láng Con, cách bộ chỉ huy tiểu khu hơn 4 cây số từ hướng quốc lộ 1 đi vào. Cộng quân có tất cả 24 xe tăng với quân số bộ binh cấp sư đoàn đang tiến vào tỉnh lỵ Bình Tuy. Trinh sát lùi dần đến cầu Láng Con và chặn được đơn vị tiền phương của cộng sản tại đây. Tóm mìn của trinh sát cho cài mìn giật sập cầu Láng Con để ngăn chặn tăng địch. Suốt ngày 23 tháng 4 năm 1975, những đơn vị tiền phương cộng sản không thể nào vượt qua được đại đội 512 và đại đội 513 trinh sát tại cầu Láng Con. Vì là mùa nắng
nên sông Láng Còn có chỗ cạn, không có nước. Do đó, quân Cộng sản đã tìm được chỗ hai bên bờ thoi thỏi chốc để tăng của chúng vượt qua. Bên Tuy không đủ quân số và hỏa lực để ngăn cản đà tiến quân của Cộng sản. Lúc 6 giờ chiều, Cộng sản bắt đầu pháo vào tiểu khu. Trung tâm yểm trợ tiếp vận căn cứ pháo binh nơi đặt bộ chỉ huy tiểu đoàn 344 địa phương và sau đó là khắp mọi nơi trong tỉnh lỵ, kể cả khu dân cư. Một trận địa pháo khủng khiếp không thua gì An Lộc năm 1972. Cả tỉnh lỵ biến thành một biển lửa. Đến 8 giờ tối, 12 chiếc tăng T-54 với Tùng Thiết và cả một trung đoàn bộ binh theo sau tiến vào phi trường nơi tuyến của tôi. Chúng tôi không có đủ vũ khí chống tăng. Đại bác 57 ly hết đạn chưa được bồi hoàn. Chỉ có 6 khẩu M72. Nhưng khi kéo ống phóng thì 3 khẩu bị đứt dây kích hỏa nên không sử dụng được. 2 khẩu bắn trúng tăng nhưng chỉ trượt pháo táp. Chúng chỉ cựng lại rồi tiếp tục tiến tới với hỏa lực tối đa. Chúng tôi không ngán tăng, nhưng vì bộ binh của chúng quá đông nên tuyến đầu bị bể, phải lui về tuyến sau. Xe tăng Cộng sản được theo hết tốc lực và cắn lên cả tuyến sau. Chúng tôi sử dụng lựu đạn để ngăn bộ binh địch trong tình thế tuyệt vọng. Gần 1 giờ hoàn thảo với tăng với 2.000 bộ binh địch. Chúng tôi chỉ M16 với 2 hỏa lực đạn. 2 khẩu pháo 105 ly của ta đã bị T-54 khống chế. Trận chiến bất cân xứng, nhưng vì kỷ luật quân đội, vì danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi phải chiến đấu cho dù sự thất bại khó tránh khỏi. Kết quả bi thảm đến với chúng tôi. Đại đội chỉ huy tan rã. Bộ chỉ huy tiểu đoàn gồm có tôi, các trưởng ban và một số anh em cận vệ. Tất cả 12 người, chỉ còn sống sót 3 người. Những người may mắn đó là tôi, một anh truyền tin và một anh cận vệ. Nhờ vào những rãnh sâu do nước mưa xói mòn, chúng tôi nằm dưới rãnh khi xe tăng cản qua. Khi vào đến Bìa Trừng, nơi tương đối an toàn, tôi, Lê Pio, cố gắng liên lạc trung tâm hành quân các đơn vị bạn, nhưng tất cả đều không có tiếng trả lời. Quay nhìn về hướng bộ chỉ huy tiểu khu, anh em chúng tôi đứng nghiêm, đưa tay chào vĩnh biệt trong nước mắt. Sau đó, súng cầm tay hướng về phía Vũng Tàu. Chúng tôi lầm lũi trong đêm tối mịt mùng. Đó là lúc 3 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 1975.